Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người một cái dàn âm ly mini Sony. Dòng này nó chạy đĩa MD và đĩa CD. Anh em nào cần liên hệ nha, mình bán cái dàn này 500 ngàn thôi. Điện 110 nha anh em. Anh em về cắm điện 110 dùng bình thường. Dàn nội địa Sony nghe cực hay luôn. Đây, loa đẹp. Sony cực chất nha anh em. Anh em nào cần liên hệ nha. 500 ngàn thôi.